Xin chào tất cả các bạn yêu quý của mình nhá. Và lại là mình đây, Trọng Cấm 8 Ophica. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là ngày mới thì mình xin được gửi đến tất cả các bạn một video mới nhá. Thì kênh của mình như các bạn biết rồi đấy, chuyên về game giải trí Liên Quân Mobile, một tựa game dành riêng như điện thoại di động này. Ok, thì không để các bạn phải chờ đợi lâu đâu, bây giờ mình sẽ vào mình sẵn sàng nhé. Thì hàng hiện tại mình đang là đồng 1 sao. Và rất mong các bạn ủng hộ cho mình để mình leo rank lên cao thủ nhanh hơn các bạn ạ. Vậy là có 5 người trên 10 người sẵn sàng rồi. 6 người, thiếu 4 người này các bạn nhá. Và bây giờ là có 7 người sẵn sàng. Và mọi sự đóng góp của tất cả các bạn thì các bạn hãy comment ở dưới link video, mình sẽ đọc và tiếp thu những đóng góp của tất cả các bạn để dần dần mình hoàn thiện hơn và sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những trận đấu hay nhất có thể. Rồi nào. Ôi giời ơi. Ôi giờ làm sao anh em nhờ. AD thì mình đi hết rồi. AD đi anh em. Đấy, chơi AD nào. Vậy là quyết định để mình chơi AD đây anh em. Nhưng mà trận đấu này mình có nên chơi AD không anh em nhỉ? AD mình đã chơi hết cho các bạn xem rồi. Đây làm có teo nát anh em nhỉ. Rồi, teo nát chơi rồi, mình chơi lại cho các bạn xem nhá. Thì các bạn là các anh các làng mình chọn hết các tướng rồi. Mình thì quên không mua vị tướng AD mới anh em ạ. Vàng mình đang còn rất là nhiều ấy chứ. Giờ mình quên mình chưa mua vị tướng mới nhá. Hôm nay mình lại chơi lại vị tướng teo nát này. Vậy là tem mình có teo nát Tulen hay Lan, Đứa Bố hoặc Triệu Vân. Tem bạn có Lavelli này, Lumbu, Marlock, Laurier, Butterfly nhá. Tem bạn cũng mạnh như này. Giờ chỉ hy vọng là tem mình sẽ chơi hay thôi và giành chiến thắng tốt đẹp. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Ok, bây giờ đã vào trong trận đấu rồi nè, chín rồi anh em. Các bạn cùng xem lại mình chơi vị tướng teo nát này nhá. Cùng ngậm nước các bạn ạ. Xin anh em ơi. Đối đầu với Lavelli thôi em ạ. Lavelli của Lumbu nhá. Đau chưa? Đối đầu với mình nhỉ? Dám đối đầu với mình nhỉ bạn? Ngon luôn nhá. Mạng đầu tiên anh em ạ. Giờ mình sang con chim này các bạn nhá. Các bạn đi AD các bạn farm nhiều một chút. Úi giời ơi, La Ly à bạn. Chưa đi bạn nhá. Ai mà nhẹ nhàng chưa? Cái thằng Lumbu này nó đánh lừa mình anh em ạ. Thằng này nó đánh lừa mình đấy chứ. Nó xoay xoay. Ôi thay rồi, cổ này mình chạy lên mình tốc beat nó, mình ăn được nó đấy. Mình chạy lên mình tốc beat là mình ăn được nó các bạn. Đùa mình đâu. Lavelli này đứng đấy một ngoái à. Đứng đấy một ngoái với mình. Mình ăn được 3 mạng rồi, nhanh quá. Ủa, tại mình 4-0 anh em ạ. Nào. Lumbu tay mạng chết này, Lumbu tay mạng. Chạy đâu con trai. Được của nó chưa anh em?
Ui hồi máu kìa, các bạn nhìn thấy hồi máu liên tục luôn. Thì là ulti là hồi máu liên tục luôn anh em ạ. Đây là mình sẽ cướp bùa xanh nhá. À, bùa xanh cho bạn mất rồi. Các bạn cũng ăn bùa xanh mất rồi chứ đùa đâu. Không biết ăn đường ăn bùa xanh đấy chứ. Nào layer nào. À, cái thằng layer này mày khôn phết nhỉ. Mày khôn phết nhỉ. Mày khôn phết nhỉ. Được, có đó chưa anh em? 6 mạng anh em ạ. Một mình ăn 6 mạng rồi. Nhiều quá mạng này chứ đùa đâu. Triệu Vân bây giờ mới chạy ra vậy. Triệu Vân bây giờ mới chạy ra. Quá muộn rồi. Lữ bố rồi mình đang đối đầu với hai người tem bạn, ba người tem bạn này. Ui ôi, một mình lữ bố. Đối đầu với ba người tem bạn nhưng bây giờ mình ra đây có mình rồi, có mình. Có... À, cái thằng booster của bọn này. Cái thằng booster của bọn khỏe anh em nhá. Nó khỏe gớm mặt luôn anh em ạ. Ôi đi về cái. Giờ đẹp máu rồi. Đến về các anh em nha. Rồi 12 rồi. Thế mình ăn được 10 mạng, thêm mạng nha, là có 2 mạng thôi. Úi dồi ôi, mình cứu Tu Lê một mạng nhá. Cảm ơn đi bạn ơi. Mình cứu mà không lời cảm ơn à. Ở đây không có mình thì Tu Lan theo mình hoảng luôn anh em ạ. Lavili mạng này. Lavili chạy đi. Lavili về đây Lavili ơi. Lavili đang đối đầu với Helen. Ý giời ơi. Đang đối đầu với Helen. Được ở đó đây. Đừng có vào đây chết đấy. Đừng có vào đây mà chết đấy Lavili ạ. Đừng có tưởng mình không bắn một bạn này hổ báo dồn nha. Đấy, mình chỉ gần như vậy thôi. Đấy, cướp bùa anh em này. Đấy, cướp bùa anh em nha. Ok, vậy là cướp bùa thành công. Trời ơi, la về đi. La về đi, bị chỗ vân mánh cho Tu Lan này. Tu Lan ăn luôn bùa anh em ạ. Tên bạn đội hình tên bạn yếu quá nhỉ. Lấy được tủ rồi anh em ạ. Yếu đuối quá. Lâu rồi lại chết rồi. Tên bạn anh đâm yếu quá nhỉ. 17-3 anh em ạ. Tôi phải lại đang đối đầu với lữ bố và wow ôi ôi không ăn thế. Thế bạn lại chết gần hết rồi. Mà lốc chết anh em nha. Đấy bật lẻ vậy thôi. Một mình đang ăn 10 mạng anh em ạ. Quá gì là nhiều mạng luôn. Để cho lính bắn trụ thôi, mình không cần bắn trụ nha. Đấy, mình cần gì bắn trụ nữa. Để cho lính bắn trụ thôi, tại tem bạn là đủ thua rồi.
Đây đây, thôi 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 thôi, tao tha cho mày đấy, tao không oánh mày đâu, tao tha đấy nhá. Đừng tưởng tao không đánh thì mày cứ làm tới. Cho tem bạn oánh cho mình. Cho tem bạn oánh cho mình. Ôi là cái thằng ma lốc này, ma lốc tem nó bị ngáo à. Ôi ôi, Triệu Vân cho mình đang. Ôi Triệu Vân, Triệu Vân à. Tu lên, úi rồi tu lên lên bắn rồi. Tu lên lên ăn cá luôn anh em ạ. Không muốn ăn nhưng mà đồng đội mình thì ăn nhiều quá. Mình ăn nhiều mạng nhất tem anh em. Cẩn thận có là nhường cho đồng đội để mất cái may, ngay cái MVP anh em nha. Nhường cho đồng đội cái là mất MVP đấy. Ôi trời, lửa bố chết đâu, quảng luôn. Ý giời. À, tên bạn thấy mình chạy, tính là mình thấy dễ ăn à, không ngon ăn đâu. Mình bắn cho lại quảng đấy. Đi đây. Đây, 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 nhìn nha, nhìn có mình cân này. Nhìn có mình cân này. Úi trời ơi. Không cần như thằng Triệu Vân này. Tao không cần mày giúp đâu. Ủa kìa, một cái bắn của mình nữa nha. Mà thấy không, mình một cái bắn cường của mình thôi mà Lavely tên bạn gần chết luôn. Xí xỉ máu luôn. Tên bạn chết 4 rồi anh em ạ. Còn một người thôi. Còn mình lông bụi lông mua rồi. Các bạn đang chuẩn bị hồi sinh đấy. Một phút thứ 9 này. Mới có phút thứ 9 trong game mà tay bạn đã tan hoang hết rồi. Các bạn đã tan hoang hết rồi nhỉ. Úi dồi, tay mình kìa. Bạn nhìn thấy không? Bạn thấy gì chưa? Lũ bố chết nhá. Tu lên nào. Tu lên đi lên. Butterfly đang lộ tu lên anh em ạ. Úi trời ơi. Nhưng mà Butterfly bị Triệu Vân quẳng mà. Đó là con được không? Úi dồi, Triệu Vân kìa. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Butterfly này bạn yếu hơn tí anh em ạ. Mùi phết đi chứ. Đứng nhìn đồng đội chết anh em nha. Đứng nhìn đồng đội chết chứ. Rồi, này, ăn lu mu cái nha. Lâu không ăn mà ngứa máu chứ đùa đâu. Để mình hồi sinh hết rồi đấy. Khỏe dữ dằn luôn. Các bạn không về đâu nha. Butterfly đang đối đầu với lửa bố anh em ạ. To gan lớn mật nhờ. Đánh đánh mình nhờ. Bạn ơi bị to gan lớn mật đấy. Ui rồi, lửa bố với Hylen có chết không? Ui rồi, tem mình đang vây Hylen anh em ạ. Ui rồi, vây kìa, Hylen có chết không? Liệu rằng Hylen vậy? Hylen chết anh em nha. Để cho Hylen chết anh em ạ. Thế chứ. Đây bạn hồi sinh hết chưa? Kìa nhà kìa. Triệu Vân áp lính như Triệu Vân ơi. Đúng rồi, đang áp lính như Triệu Vân. Cái thằng Triệu Vân này. Rồi, xử lý. Bật cái cung tà ma lên để cân này. Bật cái cung tà ma lên để cân cho bạn nha. Ui rồi. Cái thằng Triệu Vân này mày định KS mạng ngoanh à? Mày định KS mạng ngoanh à Triệu Vân? Cái thằng Triệu Vân này chỉ có thế là nhanh đây. Ra KS mạng của mình anh em ạ. Vâng, mình được ăn 18 mạng nha. Đây là còn nhân nhượng đấy. Đấy, khỏe chưa? Cái mạng mất hết trụ rồi anh em ạ. Gì mà nói nữa.
Thằng bố tí thị là chết anh em nhá. Tụ lên cho mình. Ôi win anh em nhá. Không thể kéo dài hơn được nữa rồi. Trôn tem nhiều quá là buồn cười anh em ạ. Chỉ biết đứng nhìn đồng đội chết thôi. Không giúp là không giúp anh em nha. Quả này đồng đội cay mình phải biết anh em ạ. Không sao, đằng nào mình biết là trận đấu này cũng win mà anh em. Mình không đẩy thôi chứ mình đẩy win lâu rồi anh em ạ. 178 vàng, rất là nhiều vàng. 604 điểm kinh nghiệm anh em. Đây là siêu thần MVP không nào anh em. 2 sao anh em nhá. Trận sau là trận lên hạng của mình. Sau mình sẽ chơi lên hạng cho anh em, cho các bạn xem. Tiếp tục nào. Siêu thần MVP đấy anh em nhá. Vâng, vậy là video của ngày hôm nay mình xin phép dừng tại đây. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ngày mai của mình thôi. Chúc tất cả các bạn xem video của mình vui vẻ nha. Bye bye các bạn. Bye bye.